Thấy bà bán cực nhọc, nhân viên chuột nhắt ra tay phụ bà nhiệt tình, khiến cộng đồng mạng khiếp sợ. Thấy quán quá đông khách, khách thì ngồi chờ, khách thì ship đi. Nhân viên vừa có tâm vừa có tầm này đã tình nguyện vào phụ bà một tay. Phân chia công việc rõ ràng, bà thì múc đồ ăn vào hộp cho khách, bé thì phụ bà mở bao bún ra. Mặc dù nhỏ nhưng em làm việc rất hăng say, tiện thể bốc luôn vào miếng bún cho vào miệng. Ăn vụng thế này là không được trả lương đâu nha bé. Đang đứng mua đồ mà gặp phải cảnh tượng kinh hoàng. Anh thanh niên không biết nói gì hơn ngoài việc suy nghĩ về việc chục ngày qua mình đã ăn bao nhiêu hộp bún ở đây. Không biết bé nhân viên này làm việc ở đây từ lúc nào, hay ngày nào cũng như thế. Nghĩ đến đây thôi, anh chàng cũng đủ thấy nhợn trong cổ họng. Sau khi xem xong video, cộng đồng mạng đã không nhịn được cười và để lại bình luận như sau: nhân viên mới thôi mà, thơm ngon mời bạn ăn nha. Hay Tom và Jerry đời thật hả? Jerry chắc phụ bà chủ làm bún tí thôi, chứ có gì đâu mà hoảng. Sau video này hẳn là những khách hàng thân thiết của quán sẽ vơi dần, chia buồn cùng cô bán bún. Bạn nghĩ như thế nào về món bún được chú chuột tự tay làm như thế này? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé.